Sáng ngày 16 tháng 8, công ty Informal Market Việt Nam tổ chức họp báo, thông báo sẽ tổ chức triển lãm quốc tế lần thứ 16 về công nghệ xử lý, chế biến và đóng gói bao bì tại Việt Nam, ProPack Việt Nam 2023, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 11 năm 2023, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin từ buổi họp báo, sự kiện là nơi để các doanh nghiệp, ngành bao bì tìm kiếm máy móc, thiết bị, công nghệ đột phá mới nhằm tân tạo dây chuyền sản xuất, tối ưu hóa quy trình chế biến và đóng gói, mở rộng sản xuất, đồng thời đáp ứng các nhu cầu về phát triển bền vững. Trong 3 ngày diễn ra, ProPack Việt Nam 2023 quy tụ nhiều doanh nghiệp quốc tế nổi tiếng đến trưng bày, tập trung vào công nghệ bao bì, công nghệ chế biến, nguyên vật liệu, công nghệ đồ uống, công nghệ ngành dược, chuỗi cung ứng lạnh, logistics, lưu kho và nhiều mảng khác. Bên cạnh đó, Informal Market Việt Nam lần đầu tiên ra mắt khu trưng bày các công nghệ xử lý, chế biến và đóng gói cho ngành đồ uống với tên gọi DrinkTech, cùng với triển lãm ProPack Việt Nam 2024. Với nền tảng hơn 15 năm hoạt động chuyên sâu trong ngành xử lý, chế biến và đóng gói Việt Nam, DrinkTech sẽ là sự kiện thương mại thiết yếu, cầu nối giữa nhà cung cấp toàn cầu với khách mua hàng là những doanh nghiệp sản xuất đồ uống không chỉ tại Việt Nam mà còn ở các quốc gia lân cận. Với những điểm hấp dẫn này, ProPack Việt Nam 2023 hứa hẹn sẽ là phiên bản đáng chờ đợi, mở ra một chương mới về công nghệ và xu hướng sản xut bao bì mới.